Quý vị nhìn hình ảnh của Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ Như Quỳnh hay là Tiểu Long Nữ Trần Ngọc Liên trong phim tập Thần Điêu Đại Hiệp, thì tôi chắc là quý ông hiểu được tại sao mà bao nhiêu văn thơ đã ca ngợi. Tại vì cái hình ảnh nó đẹp lắm. Không phải là riêng Dương Quá, mà tôi cũng mong có một nàng Tiểu Long Nữ mặc đồ trắng, mắt lờ đờ, đi chậm chậm bên cạnh. Thì tôi cũng thấy đó là một cái hình ảnh rất là nhẹ nhàng mà làm cho mình say mê. Thành thử ra ai mà không mong có một tiểu... Dương Ngạn, thì ra là anh đó à? Dương Ngạn à? Qua bao nhiêu năm xa cách, 16 năm rồi không gặp lại anh, anh vẫn không hề thay đổi. Anh vẫn già như xưa. Bị vậy cho ai muốn. Nhưng mà Dương Ngạn à, dù có qua bao nhiêu thời gian, 16 năm qua rồi, thì lòng của em đối với anh vẫn không hề thay đổi. Em vẫn không thể nào yêu anh được. Thôi thì em đành vĩnh biệt anh để em đi gả cho người khác chứ rồi. Còn không mau đi đi. Nhớ bảo trọng. Tôi trước khi ra tôi có nói cô ấy đóng vai, tôi đâu có nói cô ấy đóng vai Tiểu Long Nữ đâu. Tôi nói cô ấy đóng vai Mai Siêu Phong.